công an đột xuất kiểm tra tuổi người xem phim Mai của Trấn Thành. Đại diện cụm rạp Sinistar phản hồi với Vietnamnet về đoạn clip công an vào kiểm tra độ tuổi khán giả khi đang theo dõi phim điện ảnh Mai của Trấn Thành. Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh chiến sĩ công an mặc sắc phục cùng với những người mặc thường phục đột ngột xuất hiện ở một rạp tại thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiếu phim Mai của Trấn Thành. Theo người đăng tải đoạn clip, đây là việc kiểm tra khán giả vào xem đã đủ 18 tuổi hay chưa, khiến buổi chiếu phim phải dừng lại 30 phút. Đoạn clip gây chú ý cùng hàng loạt bình luận và ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng đây là biện pháp cần thiết sau khi báo chí phản ánh nhiều khán giả chưa đủ tuổi vẫn vào được rạp xem phim. Một số khác cho rằng việc này làm gián đoạn và ảnh hưởng đến cảm xúc khi thưởng thức phim. Về việc kiểm tra độ tuổi khán giả xem phim Mai xôn xao dư luận, đại diện cụm rạp Sinistar cho biết video đang lan truyền trên mạng được quay lại tại một cụm rạp của đơn vị này ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Khi đó, đoàn thanh tra của phường Nguyễn Cư Trinh đột xuất kiểm tra bên trong một phòng chiếu phim Mai, bộ phim gắn nhãn 18 cộng của Trấn Thành. Động thái này xảy ra ngay giữa lúc phim được chiếu và không có khán giả nào dưới 18 tuổi. Phía Sinistar cho hay, thanh tra quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng từng có nhiều đợt kiểm tra cụm rạp này trước đó. Đây là quy trình làm việc thông thường, có thể xảy ra ở bất cứ rạp nào trên cả nước. Song cụm rạp Sinistar được kiểm tra khắt khe vì có số lượng lớn những ngày qua khán giả tới xem Đào, Phở và Piano. Về vấn đề khán giả khai không đúng tuổi, các rạp không kiểm soát giấy tờ tùy thân, ông Lê Thanh Liêm, chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, thanh tra bộ thường xuyên chỉ đạo kiểm tra việc các rạp chiếu phim chấp hành đúng quy định pháp luật về điện ảnh, trong đó phải đảm bảo tuổi vào xem phim đúng như dán nhãn. Trước thông tin về một số rạp kiểm soát chưa chặt chẽ để khán giả dưới 18 tuổi vào xem Mai mà không phải xuất trình giấy tờ tùy thân, chánh thanh tra Lê Thanh Liêm khẳng định sẽ chỉ đạo ngay thanh tra văn hóa vào cuộc để kiểm tra giám sát. Theo ông Liêm, nếu các rạp không làm nghiêm ngặt khi phát hiện sai phạm, thanh tra bộ sẽ xử lý. Việc này được quy định cụ thể ở nội dung về phổ biến phim trong rạp chiếu phim, phổ biến phim trên không gian mạng. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha!